Xin chào các bạn đã trở lại với Tech Mag Việt Nam và đây là bản tin Tech Daily ngày 25 tháng 11. Cũng khá lâu rồi mình không xuất hiện trên Tech Daily nhỉ. Nếu các bạn để ý thì mà thôi, chúng ta sẽ đến với những thông tin ngay sau đây. Đầu tiên đó là câu chuyện về iPhone X liên tục giảm giá. Vâng, sau một khoảng thời gian loanh quanh ở mức 31 triệu đồng thì mới đây giá iPhone X 64GB ở nhiều cửa hàng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã được kéo xuống mức 29,3 triệu đồng đến 29,5 triệu đồng. Việc hạ giá đến mức này chủ yếu nằm ở lượng máy xách tay đưa về nước càng ngày càng nhiều, không còn khan hiếm và hàng chính hãng thì đang dục dịch lên kệ. Và dù mỗi ngày giá giảm vài trăm nghìn đồng, nhưng nhiều cửa hàng cho biết iPhone X vẫn bán rất tốt. Theo thông báo từ nhiều hệ thống, iPhone X sẽ bắt đầu được phân phối ở Việt Nam từ cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 với mức giá niêm yết là 29,99 triệu đồng cho bản 64GB và 34,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Tuy nhiên, trái ngược với các mức niêm yết với hàng chính hãng thì iPhone X trên thị trường sách tay vẫn đang gặp phải tình trạng loạn giá. Mỗi màu lại có một mức giá khác nhau. Ví dụ bản 64GB màu đen xám được bán ra chỉ ở mức 29,5 triệu đồng, nhưng màu trắng bạc lại lên tới 30,4 triệu đồng. Đối với phiên bản 256GB thì mức chênh lệch tới 700.000 đồng, màu trắng có giá 34,5 triệu đồng, còn màu đen có giá 33,8 triệu đồng. Đa phần tại nhiều cửa hàng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ thì giá iPhone X màu đen sẽ rẻ hơn màu trắng từ 500 cho tới 1 triệu đồng. Mức chênh lệch khá là lớn so với những dòng iPhone khác đang có trên thị trường. Và mình khá chắc chắn rằng giá iPhone X ở thị trường sách tay sẽ còn phải hạ tiếp cho tới khi khoảng cách giá giữa hàng sách tay và hàng chính hãng còn khoảng 2-3 triệu đồng thì mới tạm ổn định. Thông tin tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện khá là ly kỳ và gây cấn. Đó là việc Uber đã chi 100.000 USD thuê hacker tiêu hủy dữ liệu của người dùng và tài xế mà họ đã bị đánh cắp vào năm ngoái. Vâng. Hôm thứ Ba vừa qua thì Uber đã tiết lộ sự thật rằng hãng đã chi 100.000 đô để thuê hacker thủ tiêu toàn bộ dữ liệu của hơn 57 triệu người dùng và tài xế sau khi dữ liệu này bị đánh cắp hồi tháng 10 năm ngoái. Quyết định này được đưa ra dưới thời của CEO Travis Kalanick, hiện đã thoái lui, nhưng ông đã không thông báo vụ việc với các nạn nhân cũng như giới chức trách. Hành vi của Uber được xem là vi phạm các quy tắc về dữ liệu, đặt người dùng trước các nguy hiểm, nguy cơ bảo mật và hiện đang bị chính quyền tại nhiều nước điều tra. Trước đó thì Uber đã sa thải giám đốc an ninh Joe Sullivan và phó giám đốc Greg Clark vì vai trò của hai người này khi để sự cố hack dữ liệu xảy ra. Ban điều hành Uber cũng đã tiến hành điều tra Sullivan và các nhân viên dưới quyền nhằm tìm hiểu nguyên nhân. Đối với hành vi vi phạm dữ liệu, kết luận ban đầu được ban điều hành đưa ra là Kalanick cũng như là Seo Yu, người giữ chức tổng cố vấn vào thời điểm đó, đã không được tư vấn về cách ứng phó phù hợp trước vụ việc. Theo các nhà phân tích thì loạt rủi ro mà Uber đang phải đối mặt có thể ảnh hưởng đến IPO của công ty. Sự kiện sẽ phát hành lần đầu vào năm sau. Samsung Galaxy S9 sẽ có tỷ lệ hiển thị là 90%. Vâng, mấy ngày gần đây thì những tin tức về thế hệ smartphone tiếp theo của Samsung đang được bàn tán rất là nhiều. Bộ đôi S9 và S9 Plus sẽ mang trong mình những cải tiến vượt bậc để ông lớn Samsung cạnh tranh với đối thủ to lớn của mình, đó là Apple. Và sáng nay thì TechMag lại vừa nghe được thêm một tin đồn khá là thú vị về chiếc điện thoại này. Đó là chiếc điện thoại Galaxy S9 sẽ có tỷ lệ hiển thị màn hình là 90%. Các bạn cũng biết là chiếc Galaxy S8 có viền màn hình rất mỏng rồi, mà Samsung gọi nó là màn hình vô cực. Nhưng S8 mới chỉ có tỷ lệ hiển thị là 84%. Với tỷ lệ hiển thị này thì Galaxy S8 cũng đã là một trong những chiếc điện thoại có màn hình hiển thị có tỷ lệ lớn nhất rồi. Vậy mà bây giờ S9 lại còn có một tỷ lệ ấn tượng hơn rất nhiều, lên tới 90% diện tích mặt trước. Điều này đồng nghĩa với việc là các cạnh máy sẽ còn mỏng hơn nữa, đặc biệt là phần viền dưới sẽ gần như là không còn tồn tại và phần viền trên sẽ trở nên cực kỳ mỏng luôn. Có lẽ đó là lý do tại sao mà trong những hình ảnh rò rỉ về Galaxy S9 của Samsung, chúng ta lại thấy nó xuất hiện hình ảnh cái tai thỏ của iPhone X. Có lẽ là Samsung sẽ quyết tâm cạnh tranh tới từng chi tiết với Apple đây. Thế nhưng mọi chuyện dù sao đi nữa thì cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Thực hư câu chuyện này như thế nào thì chúng ta sẽ còn phải cần chờ đợi đến tháng 1 năm sau, khi mà bộ đôi Galaxy S9 và S9 Plus chính thức ra mắt thì mới có thể tường tận được. Mà nó có thực sự ra mắt vào tháng 1 hay không thì cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Còn các bạn nghĩ sao về những tin tức ngày hôm nay? Vụ Uber sao ta? Hay là Galaxy S9 với 90% tỷ lệ lần trước? Tất cả những thông tin này có đáng tin không? Các bạn hãy cho mình biết bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin Tech Daily tiếp theo.